dừng hả? Nhỏ, nhỏ hàng chi mọi người ơi, tại tôi trình báo rồi nè. Tôi sẽ nói hết mọi chuyện với Nam Phong à? Tôi đã hẹn với anh ta sau buổi chụp hình bìa, lần này thì nhất định sẽ nói hết. Mình hứa, mình sẽ không để Chi phải lo lắng như thế này nữa. Tôi có mua đồ ăn sáng cho anh nè. Tôi không ăn đâu, anh Tùng ăn sáng chưa? Tôi ăn rồi. Nè, anh ăn thêm đi. Nathan à. Bóng ai, một người mà vẫn nhớ, vẫn yêu thương bấy lâu, chính em nghĩ.